đầu tiên chúng ta sẽ khai báo về nguồn kinh phí. Các bạn vào khai báo thông tin ban đầu, nhấn nguồn kinh phí. Phần mềm đã tích hợp sẵn có các nguồn ngân sách huyện, đó là ngân sách huyện tự chủ, ngân sách huyện không tự chủ. Chúng ta mở ra xem ạ. Ngân sách huyện tự chủ thuộc nguồn kinh phí là ngân sách huyện, có tính chất là kinh phí thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm, mã tính chất là số 13, thuộc nguồn, nguồn chi từ vốn trong nước, cấp phát ngầm định là dự toán. Nguồn ngân sách huyện thứ hai là ngân sách huyện không tự chủ, thuộc nguồn ngân sách huyện và có tính chất là kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm, mã tính chất là số 12, tương tự như vậy, cấp phát ngầm định là dự toán. Chúng ta sẽ khai báo một nguồn kinh phí nữa, đó là nguồn ngân sách huyện thực hiện cải cách tiền lương, có tính chất là kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, mã tính chất là mã số 14. Các bạn vào khai báo thông tin ban đầu, nhấn vào nguồn kinh phí và chạm vào nguồn kinh phí tra, sau đó ấn thêm ở trên thanh công cụ. Chúng ta ghi tên nguồn kinh phí là ngân sách huyện thực hiện cải cách tiền lương, thuộc nguồn ngân sách huyện có tính chất là kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, mã tính chất là số 14. Chúng ta không có lựa chọn hợp lý, các bạn sẽ lựa chọn 0114 và chúng ta sẽ phải sửa mã tính chất thành số 14 ạ. Cấp phát ngầm định là dự toán, các bạn nhấn cất. Mã nguồn kinh phí 3 đã bị trùng trong danh sách, vui lòng kiểm tra lại. Mã nguồn 3 là mã nguồn tra ngân sách huyện, cho nên các bạn phải lựa chọn là 31, 32 và bây giờ chúng ta là 33. Các bạn xếp. Việc tiếp theo của chúng ta là vào khai báo thông tin ban đầu để điều chỉnh lại tính chất nguồn kinh phí. Và nếu như các bạn không tìm thấy ở bên khai báo thông tin ban đầu để lựa chọn, thì các bạn lên thanh menu để tìm ạ. Nằm ở trong phần danh mục, một mục ngân sách, tính chất nguồn kinh phí. Chúng ta thấy có tính chất kinh phí thiện cải cách tiền lương, mã 0114. Các bạn kích đúp để mở ra và sửa thành mã số 14 ạ. Tính chất này là tính chất thường xuyên hay không thường xuyên, phụ thuộc vào cơ quan tài chính của địa phương các bạn. Khi cấp kinh phí về, nếu như cơ quan tài chính đẩy sang hệ thống của kho bạc, đổ vào tài khoản 9523.3 chấm mã của hệ ngân sách của đơn vị bạn, thì tính chất này sẽ là thường xuyên. Còn nếu như kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đổ về tài khoản 9527.3 chấm mã của hệ ngân sách của các bạn ngoài kho bạc nhà nước, thì tính chất đó sẽ là không thường xuyên. Các bạn sửa xong, các bạn nhấn cất.